Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống đường viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin cập nhật tin tức gửi đến quý vị. Trước hết là theo Yahoo News thì cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đang tăng nhiệt. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu là lần này có thể là lần cuối cùng các bạn thấy tôi còn sống khi mà quân đội Nga đẩy mạnh cuộc tấn công ở đất nước tôi. Theo tờ Walla News của Israel đưa tin thì Zelensky hôm thứ Năm cho biết trong một video rằng ông sẽ ở lại Kiev và gia đình của ông ở lại Ukraine. Ông tuyên bố tôi sẽ ở lại thủ đô của tôi với người dân. Và ông nói thêm gia đình của tôi cũng ở lại Ukraine nhưng mà ông từ chối không cho biết hiện giờ gia đình của ông đang ở nơi nào trên lãnh thổ của Ukraine. Trong khi đó thì ông Tổng thống Nga Putin yêu cầu người Ukraine buông vũ khí, lật đổ nhà lãnh đạo của họ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu đã kêu gọi quân đội Ukraine lên giành nắm chính quyền ở đất nước của họ và lật đổ ông Tổng thống Zelensky. Điện Kremlin cho biết ông Putin sẵn sàng cử một phái đoàn tới Belarus để gặp các quan chức Kiev. Trong khi đó ở Đài Loan, bà Tổng thống Thái Anh Văn trong cái Twitter của mình, bà cho biết là Đài Loan tuyên bố phản đối Putin và gọi đích danh hành vi của Putin là xâm lược. Bà cho biết rằng chính phủ của bà sẽ tiếp tục giao dịch cùng các cộng đồng quốc tế về kinh tế để chống lại Nga. Tình trạng của Ukraine bị Nga xâm lược làm cho mọi người lo ngại cho Đài Loan. Họ lo sợ Đài Loan sẽ là một cái Ukraine thứ hai đối với Trung Cộng. Và theo một cái video của tài tử điện ảnh Angelina Jolie, cô cho biết có hơn 50.000 người đã trốn khỏi Ukraine trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Và ở Canada thì ông Pat King là một người lãnh đạo của Freedom Convoy 3 tuần trước bị buộc tội đã thúc đẩy những người biểu tình vi hiến phạm pháp luật trong thời gian được gọi là đoàn xe tự do chiếm đóng các nẻo đường ở trước tòa nhà quốc hội và sẽ vẫn bị ở trong tù chứ không được tại ngoại. Tòa án ở Ottawa cho biết như thế vào thứ Sáu. Ông King là nhà tổ chức đoàn xe thứ hai đã bị từ chối cho tại ngoại trong tuần này sau khi người phát ngôn của cuộc biểu tình là Tamara Leach đã bị từ chối tại ngoại vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 và đoàn Freedom Convoy đã rời khỏi Ottawa, rời khỏi lãnh thổ của bang Ontario và họ đang ở một vị trí mà không muốn được nhắc đến nhưng mà họ an toàn. Kính thưa quý vị, bản tin tức của Thủy hôm nay đến đây xin kết thúc. Xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.